quý vị khán giả, Tiêu Chiến mới vừa đón sinh nhật tuổi 31. Bên cạnh những chiếc bánh cupcake nhỏ, anh đã tặng 160 ly trà chanh tươi cho đoàn phim vào ngày sinh nhật của mình. Là ngôi sao sở hữu người hâm mộ đông đảo, anh ấy đã nhận được rất nhiều món quà đặc biệt trong ngày sinh nhật của mình. Sự quan tâm của công chúng đối với anh ấy là vô cùng lớn. Chính vì điều này, thợ săn ảnh luôn bám theo anh ấy mỗi ngày. Lần này Tiêu Chiến quay phim tại Trùng Khánh, đây cũng là quê hương của anh ấy. Mặc dù vậy, để thuận tiện cho công việc, anh ấy ở tại khách sạn. Bên ngoài phim trường, luôn có khá đông người tụ tập. Họ thường xuyên hướng trang thiết bị quay phim, chụp ảnh về phía phim trường nơi có Tiêu Chiến. Đám đông không chỉ tụ tập bên ngoài phim trường, họ còn tụ tập bên ngoài khách sạn, nơi Tiêu Chiến đang ở. Nhiều tay săn ảnh, fan cuồng và người hâm mộ đã tập trung trước lối vào khách sạn. Họ đã khiến cửa khách sạn trở nên ồn ào, khiến những người qua đường phải dừng lại và thắc mắc, không biết sự kiện gì đang diễn ra. Từ khu vực sân trước cửa khách sạn đến hành lang đều có rất nhiều người thường xuyên tụ tập. Mặc dù biết rằng sự hiếu kỳ của người hâm mộ là không thể tránh khỏi, nhưng điều này gây phiền hà khá nhiều cho những người khác. Ví dụ như khách ra vào của khách sạn này, họ sẽ cảm thấy tài nguyên công cộng bị lạm dụng khi họ phải chịu sự ồn ào và náo nhiệt tại nơi mà họ dùng để nghỉ ngơi. Đây chỉ là hình ảnh trước cửa khách sạn khi Tiêu Chiến chưa xuất hiện. Hãy thử tưởng tượng mỗi lúc anh ấy đi làm hay từ chỗ làm trở về khách sạn, đám đông tụ tập sẵn sẽ trở nên ồn ào, chen lấn trước cửa khách sạn. Dù sao cũng rất khó để thay đổi thói quen theo đuổi thần tượng của một số người hâm mộ. Có người thì luôn ủng hộ thần tượng từ xa, có người thì lại muốn đến gần hơn chút nữa và tò mò về mọi khía cạnh trong cuộc sống của nghệ sĩ. Tuy vậy, điều này thực sự không ổn. Ngoài một số người hâm mộ thì thợ săn ảnh và fan cuồng sẽ thường xuyên xuất hiện tại đây. Người hâm mộ mong muốn được nhìn thấy thần tượng của mình, nhưng điều này vô hình chung ảnh hưởng tới không gian riêng tư và sự nghỉ ngơi cần thiết cho anh ấy sau một ngày dài làm việc trên phim trường. Trên mạng xã hội gần đây, hiện có quá nhiều thông tin bên lề về Tiêu Chiến. Trong vài ngày qua, đã có vài chiếc bánh lớn được đồn đại. Có tới tận 4 dự án được cho là sẽ có mặt Tiêu Chiến. Đầu tiên là một dự án phim truyền hình do nam chính Tiêu Chiến và nữ chính là Tống Tổ Nhi hợp tác. Tin đồn cho biết, nhà sản xuất đang tiến hành tiếp xúc với nam nữ chính. Đạo diễn sẽ gặp Tiêu Chiến về kịch bản này trong vài ngày tới vì anh ấy thực sự muốn chọn Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến thì miễn cưỡng với dự án này. Tin đồn thứ hai nói rằng Tiêu Chiến và Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác trong một bộ phim truyền hình. Tin này là tin fake, hai nghệ sĩ chưa hề nhận được loại kịch bản nào. Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến cũng không có khả năng hợp tác trong thời gian này, họ không phải gu của nhau. Tin đồn thứ ba, đây lại là một dự án phim truyền hình mà nam chính là Tiêu Chiến kết hợp với nữ chính Dương Mịch. Tin đồn nói rằng đây là một bộ phim cổ trang. Tin đồn thứ tư là một bộ phim hiện đại với nam chính Tiêu Chiến và nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Tin đồn nói rằng đây là dự án hạng nhất được liên kết với Netflix và dàn diễn viên toàn sao. Quá nhiều dự án được liên kết với Tiêu Chiến. Thậm chí khi anh ấy đang quay phim Nắng Gắt, còn có tin đồn rằng anh ấy sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ. Trong số những tin đồn này, chỉ có 50% là thật, số còn lại chỉ là các tài khoản tiếp thị cố tình tung tin ảo. Mục đích của họ chỉ là ké nhiệt với những thần tượng có độ hot cao, từ đó tăng độ phổ biến cho dự án và tính tiếp cận của công chúng. Rất nhiều kịch bản được giao cho Tiêu Chiến, điều này hoàn toàn có thật, nhưng không hẳn tất cả các dự án trong các tin đồn đều là thật. Bộ phim tiếp theo của anh ấy chưa được quyết định trong thời điểm hiện tại. Có quá nhiều kịch bản được giao, bao gồm cả phim truyền hình đô thị, phim cổ trang và phim truyền hình hồi hộp, gay cấn. Trong khi anh ấy đang quay phim, đoàn của anh ấy sẽ sàng lọc trước. Anh ấy cũng rất thận trọng và kiểm tra rất nghiêm ngặt mọi dự án trước khi hợp tác. Trong thời gian tới, có hai bộ phim của anh ấy đã có lịch dự kiến phát hành. Phim truyền hình Ngọc Cốt Giao dự kiến lên sóng cuối tháng 10 này. Bộ phim Kìa Khoảng Trời Trong Mơ dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 1 năm 2023. Như vậy, chúng ta vừa điểm xong một số tin tức trong thời gian này của Tiêu Chiến. Bạn thích dự án nào của anh ấy nhất? Nữ chính tiếp theo mà bạn muốn anh ấy hợp tác là ai? Hoan nghênh bạn để lại bình luận dưới video này. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.